xin chào mừng các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Trong buổi video ngày hôm nay, chúng em rất hân hạnh được ghép một cơ hình nữa cho anh Phụng ở thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh. Một bộ cao kê trị giá là 20 triệu đồng. Trong cái bộ của anh Thành thì sẽ gồm một đô la JBL KPS 5 bát 40, các bác anh em thấy ạ, bát 40 chép kèn. Tiếng cực kỳ hay các bác nhé, bát đánh cực kỳ sâu, uy lực, mạnh mẽ. Karaoke rất là tuyệt vời. Ở trong bộ của anh Thành thì em đang ghép một cục đẩy liền vang KM, xin lỗi, KS 2020 mới nhất của năm 2020. Đẩy đã tích hợp sẵn công mạch công suất bên trong này, có con vang số X10 nữa này, trông mú rất tốt, vang nhạc echo cực kỳ tuyệt vời, có cả Bluetooth. Vấn đề còn lại thì em đã chỉ dẫn cho các bác anh em rất nhiều chế độ hát khác nhau, 1, 2, 3 dành cho người mới hát này, rồi dành cho những người bình thường anh hát được này, và dành cho ca sĩ chuyên nghiệp nữa, 1, 2, 3 ba chế độ. Và đây là trong bộ của anh Thành sẽ có một chiếc mic WeWood hàng chính hãng của mình, cục đẩy này hàng chính hãng của Mỹ luôn, tiếng rất là tươi sáng, ngọt ngào, trong trẻo và bắt rất nhẹ, hát rất nhẹ. Và để cho các bác anh em không phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng quay về phần chính, test chất âm của bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Giới thiệu luôn các bác anh em là bộ này hiện tại là em chỉ đánh 1 đô la bát 40 này thôi nhé, không cần lo súp đâu nhé. Đây, chỉ đánh 1 đô la ra hai vế tín hiệu vàng, đúng không ạ? Rồi, dây nguồn. Rồi, xin mời các bác anh em hãy cùng ngồi lại đeo tai phone thưởng thức chất âm của bộ dàn cao kê ngày hôm nay dưới phần thể hiện của một ca khúc rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Nếu Ai Có Hỏi. Xin mời. Biểu diễn ca sĩ Thanh Lam chẳng hạn, một diva Thanh Lam hát chiếc mic này rất thành công. Các bạn và anh em xem video nhớ cho một cái like nhá, cho một cái like để lấy thêm tinh thần động lực nhá. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải này, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Cảm ơn. Buồn chi cho má thắm hoen sầu, những khi dừng chân giữa rừng hay ngồi lặng im trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thế. Chúng mình còn
khôn làm tổ. Vào mùa hoa lá rơm hương, trở nên nức nở. Ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ. Đẹp đôi như ý thắp mong chờ. Các bạn anh em vừa trải nghiệm 3 chế độ hát mà em đã cài đặt sẵn cho chiếc đẩy liền vang này. Việc còn lại là các bạn anh em về chỉ việc chuyển qua chuyển lại các chế độ và chỉ việc tăng giảm âm lượng của mic, tăng giảm âm lượng của nhạc và tăng giảm âm lượng của echo vang nhảy nữa là xong thôi. Rất là đơn giản, tiện lợi. Và mọi chi tiết về những cấu hình cao kê giá rẻ bình dân thì các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên tấm biển 0975386726 hoặc 0963866622. Và cũng xin thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn anh Phụng đã tin yêu và ủng hộ chúng em một cao kê 20 triệu ngày hôm nay. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Những khi dừng chân giữa rừng, hãy ngồi lặng im trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng đẹp.